Nếu như bạn đã dùng rất nhiều loại mỹ phẩm rồi nhưng làn da của bạn vẫn không thể nào cải thiện được tình trạng nám sạm, mụ, mẩn ngứa, da bong chóc, khô, da đổ nhiều dầu, bóng nhờn thì đây là một loại trà dành cho bạn Native Legacy. Trong loại trà này là sự kết hợp của 8 thành phần thảo dược độc đáo, trong đó thành phần chính là bột của rễ cây như bàng. Rễ cây như bàng được ví như nhân sâm của người Nhật Bản và nó có vô cùng nhiều tác dụng. Nó đã xuất hiện trong ẩm thực cũng như trong y học hàng nghìn năm nay là một loại thảo dược vô cùng quý hiếm, giàu chất chống oxy hóa, nhiều các thành phần vitamin và khoáng chất. Bột của rễ cây như bàng có tác dụng điều tiết tuyến bã nhờn, giúp cho làn da của bạn không bị bóng dầu cũng như là tình trạng da khô khô bong chóc cải thiện các cái vấn đề về da như là mụn nhọt mẩn ngứa làm dịu da cải thiện các tình trạng mụn nhọt nổi mề đay viêm da cơ địa vẩy nến chàm các loại vitamin và khoáng chất cùng với lại các chất chống oxy hóa mạnh mẽ trong rễ cây như bàng thì có thể làm đảo ngược lại quá trình lão hóa giúp cho làn da của bạn trắng sáng và giảm được nếp nhăn Dễ cây nghiêu bàng còn có tác dụng thải độc cho làn da, giúp cho làn da của bạn luôn luôn sạch sẽ và giảm được các cái tình trạng kích ứng, khiến cho làn da của bạn ngày càng khỏe và đẹp hơn. Thành phần thứ hai trong trà Native Legion Tea có cái tác dụng làm giảm các cái nám sạm rồi các cái đốm đen hay là da không đều màu, đó chính là bột của cây kế sữa. Bột của cây kế sữa thì rất nổi tiếng trong việc là bảo vệ lá gan Nó được mệnh danh là một chiến binh bảo vệ lá gan Giúp cho thanh lọc và giải độc cho gan Nó có chứa cái hoạt chất là một cái flavonoid chất chống oxy hóa mạnh mẽ Silimazin kích thích lá gan sản xuất ra nhiều glutathione Glutathione có cái tác dụng làm cho làn da trắng sáng hơn Rất nhiều chị đã sử dụng cái trà thải độc huyết tương này một thời gian Thì có một cái làn da sẽ trắng sáng và cải thiện rõ rệt cái tình trạng nám sạm của mình. Thành phần thảo dược thứ ba vô cùng tuyệt vời đối với phụ nữ đó chính là Zed clover hay còn gọi là hoa của cỏ ba lá đỏ có chứa một cái thành phần quan trọng giúp cho nội tiết tố của chị em được cân bằng đó chính là cái hoạt chất isoflavone isoflavone được ví như là tức là estrogen thảo dược nó có cái cấu trúc phân tử cũng như là tác dụng tương tự như là estrogen nội sinh uh, của chúng ta giúp cho chị em ổn định nội tiết tố cân bằng được nội tiết tố và khi nội tiết tố cân bằng thì sẽ ức chế được việc sản xuất ra sắc tố melanin sắc tố tối màu làm cho chúng ta bị nám sạm Đồng thời nội tiết tố sẽ kích thích cơ thể sản sinh và tổng hợp collagen Còn lại những cái thành phần thảo dược khác như là bột của cây me đất chua, vỏ cây du trơn, rễ cây đại hoàng, bột tảo bẹ sẽ cung cấp cho cơ thể rất nhiều các loại vitamin, cung cấp nhiều iốt, tăng cường cái chức năng của tuyến giáp, giúp cho chúng ta gì ạ? Trao đổi chất tốt cũng như là sản sinh ra nhiều các hormone cho cơ thể. Ta có một cái sức khỏe toàn diện nói chung và cái vẻ đẹp của làn da nói riêng. Các bạn hãy trải nghiệm trà tip Legacy sẽ có một làn da khỏe và đẹp từ sâu bên trong.